đời đời
tôi là đại diện như nghệ sĩ Trang Trang Minh Chứng luôn. Cái câu đưa duyên của em á là nó là duyên, cái duyên thiệt là duyên hả? Đưa duyên là đưa cho Ngọc Huyền về Sài Gòn luôn nha em. Dạ. À, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Theo như nam nghệ sĩ ưu tú